Michael Audio xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em xin phép được giới thiệu với các bác một dòng mic Shure UGX20 25 mã phiên bản của 2019. Thì các bác cũng đã quen thuộc với những cái dòng mic UGX8 này, UGX9 này hoặc là dòng UGX10. Thì có rất là nhiều cái nhược điểm về những cái dòng bản đời trước. Ví dụ như dòng UGX9 này thì em cũng sử dụng rất là nhiều, cũng như là tìm ra những cái ưu điểm của nó. Thứ nhất là cái độ tép của những cái con UGX9 hoặc X8 thì rất là ít. Những cái bản đời đầu của nó rất là ok, nhưng mà càng về sau thì cái sản xuất nó kém đi thì phải. Hay là một cái trục trặc gì đấy thì nó bị tép rất là ít, khi các bác hát nó rất là nặng. Thứ hai là cái phần tiêu pin của những cái dòng UGX9, X8 này hoặc X10 ấy, thì nó đã có hiện tượng xảy ra. Nghĩa là khi các bác quên để pin trong cái tay tay pin nhé, tay pin tay pin để trong tay đấy ạ, thì sau một đêm thì nó sẽ bị tiêu cái pin ấy đi, là các bác mở hôm sau các bác mở nó sẽ không có pin ở trong nữa. Các bác phải luôn luôn để ý là khi các bác sử dụng thì các bác phải hát xong các bác phải bỏ pin ra, hôm sau các bác hát các bạn đút lại. Nhưng với những cái dòng UGX20 này thì nó đã cải tiến hơn, thì nó sẽ không bị những cái tình trạng này nữa. Thứ hai là bắt sóng rất là tốt, tiếng rất là dày. Thì giờ này em sẽ khui cái bộ mic UGX20 25 này cho các bác cùng xem. Và cách nhận biết về cái hàng loại 1 của dòng UGX20. Đây là bên trong đây, có một đầu thu này. Một đầu thu này. Con này UGX20 này cải tiến rất là nhiều, nó sẽ cải tiến thêm những cái bóng LED vào bên trong. Cái bóng LED vào bên trong đấy ạ, thì nó rất là đẹp, nó sẽ làm cho cái bóng bên trước này khi các bác tắt điện rất là đẹp. Mặt trước nó là phay. Đấy. Một lớp mặt phay rất là đẹp. Và cái bóng nguồn cũng vậy, nó sẽ có thêm một cái lớp LED ở bên cạnh, nhìn rất là đẹp. Đây là về đầu. Và đây là một cuốn sổ để chỉ chi tiết về những cái thông tin tay mic cũng như đầu mic về dòng sản phẩm Shure. Và ở đây là một adapter, nguồn điện là 18V 600A. Với những cái dòng loại 2, loại 3 thì cái nguồn nó rất là nhợt nhạt các bác nhá, nhìn nó rất là không thật. Đấy, các bác cần cầm nắm là biết ngay. Chưa nói đến là test. Ở đây nó sẽ có thêm hai cái chống lăn này. Và đây là tay mic này các bác. Tay mic đi ạ. Nếu một loại 1 nhá, các bác chú ý, loại 1 thì lúc nào nó cũng là men đỏ, mặc định của những cái dòng Shure rồi. Loại 1 lúc nào cũng men đỏ các bác nhá, các bác lưu ý, men đỏ. Và cái tay mic rất là nặng. Nếu mà so với những cái dòng UGX9 này rất là nhẹ, rất là nhẹ, nhưng mà tay thì rất là nặng, rất là nặng luôn. Đây, và bên trong này là cái đầu mic này. Đen. Và bên này là viền trắng và những cái lớp chống bụi. Rất là cẩn thận luôn các bạn. Với những loại 2, ví dụ như loại 2, loại 3 của UGX9 nhá, thì các bác nó cũng tựa như vậy, nhưng mà khi các bác sờ vào những cái phần lớp lưới này này, nó sẽ rất là mềm. Dường như là nó chỉ là giả để cho đẹp thôi. Đấy, chứ còn đây nó rất là thật. Mà khi các bác chạm tay vào nó rất là thật. Đây, hai tay. Và đây là hai pin theo sau này. Xây 6 ly ra 6 ly. Ok, giờ này thì em sẽ test cho các bác cùng xem nhé. Và đây các bác nhé, khi em cho điện vào thì nó sẽ có bóng rất là đẹp này các bác nhìn ạ. Đây em tắt đi nha. Đây.
khi bật lên nó sẽ có bóng rất là đẹp. Đấy, những cái bóng này ở viền nó sẽ có led này. Thứ hai là cái thông số thì nó đã rút gọn 3 số các bác nhé, 3 số. Nó đã rút gọn rồi, nó sẽ không cho như kiểu UGX10 thì nó sẽ là 6 số bên ngoài, mà dòng này nó sẽ rút gọn lại. Nó chỉ cần 3 số thôi các bác. Ok, giờ em sẽ bật đẩy lên và test cho các bác cùng thẩm âm cái tiếng. Lớn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Xuyên kia lỡ làng lũng tan trở chiều, đường về mịt mù và neo về đâu? Các bác thấy các bạn, cái tiếng nó rất là dày. Khi các bác hát nó rất là khỏe mic. Để cho các bác hát nó không bị đuối các bác nhé. Các bác lưu ý, đây là cái tiếng mic rất là khỏe. Đấy, nó cải tiến thêm về những cái phần đó và cái tích chép. Đây, khi em đang để rất là xa này, nhưng em nói nó cũng có thể bắt được. Đây, em để đây ạ. Đấy, tiếng nó, khi em nói thì nó sẽ bắt rất là tốt luôn. Đấy, khi có hát lên cao một đoạn trở lên cao thì nó sẽ có cái tiếng xì hơi theo sau thì hát nó sẽ nhẹ hơn. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, thương không bao giờ còn nhớ. Nhưng bóng một hôm vô tình trên phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đó các bác, nếu mà các bác đeo tai nghe thì sẽ thẩm thấu được cái phần cái tiếng xì theo sau rất là hay và rất là nhẹ, cho các bác có thể hát được những cái bài nhạc nó cao. Đây, em sẽ test cái độ sau 3 giây nó sẽ tự ngắt cho các bác nhé. Đây, vẫn có tiếng đúng không ạ? Ok, các bác chờ một chút, nó sẽ tự động tắt. Đây các bác, vỗ tay là không có tiếng vào mic thì các bác nhé. Các bác phải đẩy một chút nhẹ thì nó có bóng sáng lên thì nó mới bắt. Có thấy không ạ? Lớn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Ngày xưa ai như chim sáo, sống vô tư không mộng mơ nhiều. Chiều nay đi qua cuối xóm, làn tóc em bay bay hừng hờ. Chiều nay theo chân em bước bên em trên con đường làng. Đó là em hát những cái đoạn nào mà nó cao thì cái về mic xì hơi nó bắt rất là tốt, để cho mình nhẹ tiếng hơn. Và thưa với các bác luôn là các bác nào mà thợ có lấy số lượng thì bên em về rất là nhiều hàng các bác nhé. Về dòng này được 70 chiếc. Đấy, thì các bác nào mà thợ thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại để em cho giá thợ các bác nhé. Ok, em xin phép dừng video tại đây. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ Michael Audio. Số điện thoại là 0977434361. Michael Audio tại Hà Nội nhé các bác nhé. Cầu Diễn Hà Nội, số nhà 40 ngõ 189 đường Cầu Diễn Hà Nội. Ok, em xin chào tất cả các bác.